Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần 4 của cái phần mẫu áo FH07 nha. Và như phần video trước thì mình đã nhờ các bạn móc từ cái phần dạng áo này nè, đi lên trên đây là khoảng tầm 30-35 cm. Nhưng mà nếu như vậy thì cái áo nó khá dài. Và ở đây thì mình vừa móc lên từ dưới dạt áo nè, dưới hai cái dạt áo này đi lên tới cái phần cái hàng mình đang móc thì nó tầm 37 cm rồi. Nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chiết cái phần cổ áo đi qua hai bên với chiết cái phần nách nha. Bây giờ thì ở đây cái đầu hàng của mình sẽ nằm phía bên tay phải nè. Các bạn sẽ bắt đầu chiết nách cho mình nha. Này, trước khi các bạn chiết nách, các bạn sẽ móc cho mình nè. Các bạn sẽ móc cho mình mũi giờ. Các bạn sẽ bỏ cho mình nè. Cái cụm dính giữa của cái này nè, cái cụm đây là các bạn sẽ móc mũi giờ qua, bỏ qua cho mình. Sau đó một mũi bính ở đây, các bạn sẽ móc một mũi đơn tiếp theo ngay cái chân mũi kép ở đây, móc mũi giờ qua. Và ở đây các bạn sẽ bỏ cho mình nè, các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 bính. Sau đó các bạn sẽ móc cái vô trong cái khoảng này nè, móc cho mình 3 mũi kép, 1 nè 2 nè 3 nè. Tiếp theo 2 bính. Sau đó là 3 mũi kép, 1 2 3, như thế này. Đó, ở đây là mình đã chiết được 1 2 3 3 mũi rồi nè. Bây giờ mình đi lên rồi, thấy không? Ở đây là cái đầu. Bây giờ mình lấy kim đánh dấu, mình sẽ đánh dấu ở vị trí chiết mũi này, như đánh dấu phần nách mà mình bắt đầu chiết á, để dễ nhận biết hơn. Đó, như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ móc bình thường cho mình tới cái phần đánh dấu chính giữa nè. Ở đây thì của mình là mình đếm số cụm rồi, như một cái hàng như vậy mình đếm một cụm nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, thì mình đánh dấu phần cái hai cái cụm chính giữa nó là giống như hai bên là 4 cụm, và cái cụm chính giữa mình sẽ đánh dấu bằng kim đánh dấu để mình chiết cái phần cổ. Bây giờ các bạn sẽ móc tiếp cho mình ở đây như cái phần qua văn ở phần thân thôi. Đây, ở đây mình đã móc tới gần tới cụm chính giữa à. Các bạn sẽ móc tiếp cho mình mấy cái mũi này luôn. Đây không. Đây. Và cái tới cụm chính giữa này, các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi kép. 1 2 3, như thế này. Đó là mình kết thúc cái hàng đầu tiên của cái phần mà chiết nách với cổ lên nha. Tiếp theo các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính, quay lại các bạn sẽ đi xéo vô luôn, móc vô đây cho mình 1 mũi kép nè, 1 bính. Tiếp theo 2 mũi kép liên tiếp. Sau đó là 1 mũi kép. Tiếp theo 3 bính, móc vô đây 1 mũi đơn. 3 mũi bính, 1 mũi đơn, 3 mũi bính. Qua đây, móc 1 kép. Thì ở đây các bạn sẽ móc bình thường lại cho mình tới cái phần mà mình chiếc mũi đánh dấu bên nách à. Mình quay lại hướng dẫn các bạn nha. Đây, ở đây mình đã tới cuối cái hàng phía bên phần nách nãy mình chiếc rồi nè. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó móc vô đây 1 mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi bính, các bạn sẽ móc vô chính giữa này 1 mũi đơn cho mình. Tiếp theo 3 mũi bính, móc vô ngay chỗ cái đầu chân bính thứ ba đây, đi lên cho mình 1 mũi kép. Ở đây mình sẽ không có chiếc nữa nha, mình chỉ chiếc 4 mũi này lên cái phần nách thôi, rồi mình bắt đầu đi lên phía trên, đi thẳng lên để rồi mình móc cái tay cho nó dễ á. Tiếp theo bây giờ các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính.
quay mặt lại, các bạn sẽ móc vô vô cái cụm ba bánh này, cho mình lắp ba kép nè, một nè, hai, ba, sau đó một hai bánh nè, tiếp tục ba mũi kép, một, hai, ba, tiếp theo đi lại đây, qua đây một mũi kép, một bánh, tiếp theo là hai mũi kép liên tiếp, một mũi bánh, sau đó là một mũi kép nữa. Thì bây giờ các bạn sẽ lặp lại cái cụm như thế này tới chính phần chính giữa cái cổ áo cho mình nha. Ở đây mình đã móc tới cuối cái hàng thứ ba của phần chiếc cổ và nách rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ làm nha, bốn mũi cuối cùng của mình là mình chỉ còn có bốn mũi như thế này thôi, bỏ luôn cái cụm này luôn. Mình sẽ đi xéo lên nè, từ cái hàng thứ tư mình sẽ không tăng không giảm mũi ở hai bên nữa, các bạn sẽ móc tương tự hàng phía dưới, lặp lại cái cụm hoa văn hàng 1 và hàng 2 á cho mình nha. Ở đây sau khi mình móc xong từ cái hàng mình chia cổ và nách thì mình đã móc lên được 9 hàng. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tiếp cái hàng thứ 10 nè. Bây giờ các bạn sẽ quay mặt lại, các bạn móc cho mình mũi đơn. Các bạn mũi đơn. Các bạn sẽ móc vô cái chân lên bính của mình nè, một mũi đơn nè. Các bạn sẽ móc vô đây một mũi đơn. Sau đó tiếp theo khoảng giữa này một mũi đơn. Tiếp tục mỗi chân phía ra là một mũi đơn. Các bạn móc theo mình nha. Ở đây mình đang móc hàng thứ 10 từ trong cổ đi ra. Đây vẫn là mũi đơn nè. Đó. Mình sẽ móc tới cụm phần hoa văn này và mình sẽ móc vô đây một mũi đơn nữa. Tiếp theo mình sẽ lên ở đây mình sẽ lên cho mình, các bạn sẽ lên cho mình là 3 mũi bính. Sau đó móc qua bên đây một kép, một bính, hai mũi kép liên tiếp, tiếp theo một mũi bính, qua đây một mũi kép, sau đó quay lại bình thường các bạn sẽ móc ba mũi bính cho mình, móc vô đây một mũi đơn nè, ba mũi bính, một mũi đơn, ba bính, qua đây một kép, một bính, hai mũi kép, một bính và một kép như thế này. Đây mình sẽ cho các bạn xem nè. Đầu hàng thứ 10 của mình là đi từ ở trong cổ đi ra. Ở đây thì mình sẽ móc mũi đơn, sau đó mình sẽ móc ba mũi bính lên và móc cái cụm này, móc ở đây. Thì bây giờ các bạn sẽ móc hết cái hàng này, cái phần nách thì mình sẽ không chiết nữa nha. Bây giờ các bạn sẽ móc cuối hàng thứ 10 cho mình luôn. Ở đây mình đã tới cuối cái hàng thứ 10 rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ quay lại hàng thứ 11 thì các bạn vẫn móc như bình thường cho mình. Tới cái phần cái cụm này các bạn sẽ ngưng lại, mình sẽ hướng dẫn các bạn chiết mũi nha. Ở đây mình móc tới đây nè, các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình nha, cái cuối cái hàng thứ 11 cho mình nè. Các bạn sẽ móc vô ngay cái cụm này một mũi kép nè. Sau đó vào móc bỏ hai khoảng này, các bạn sẽ móc vô ngay chỗ cái nối giữa cái mũi kép này với ba bánh này với mũi kép nè. Móc cho mình lên một mũi kép nữa để kết thúc cái hàng thứ 11 nha. Đó, bây giờ các bạn sẽ móc lên hàng thứ 12 cho mình, lên cho mình ba mũi bánh nè. Các bạn lên cho mình ba mũi bánh.
Sau đó quay mặt lại, các bạn sẽ móc vô trong đây nè, vô trong cái khoảng này cho mình nè, một mũi đơn. Tiếp tục 3 mũi bính, móc vô đây một mũi đơn, sau đó là 3 mũi bính, qua đây móc một mũi kép cho mình. Đó, như vậy thì ở đây các bạn sẽ móc tới cuối hàng thứ 12 này cho mình luôn. Ở đây cuối hàng thứ 12 bạn sẽ lên cho 3 bính. Sau đó bạn sẽ móc xuống đây một mũi kép cho mình, kết thúc cái hàng thứ 12. Quay lại cái hàng thứ 3, 13 các bạn sẽ lên cho mình 3 mũi bính. Quay mặt lại, các bạn sẽ móc vô đây cho mình 3 kép. Hai mũi bính, sau đó là 3 mũi kép. Tiếp theo qua đây một mũi kép, một bính, hai mũi kép, một mũi bính, hai mũi kép. Sau đó lại qua bên đây móc cho mình 3 mũi kép. Tiếp theo 2 bính, sau đó là 3 mũi kép. Rồi bây giờ các bạn sẽ qua bên đây móc tiếp cho mình nè. Qua đây một mũi kép đi lên. Một bính, hai mũi kép. Một bính, một mũi kép. Và ở đây, cuối cái hàng thứ 13 thì các bạn sẽ móc vô đây cho mình nè. Một mũi kép, hai mũi kép, ba mũi kép. Đó. Cái cộng cuối cùng của hàng thứ 13 của mình như thế này là mình đã kết thúc cái hàng thứ 13. Đó, bây giờ các bạn tiếp tục nằm móc cho mình lên 3 mũi bính. Quay mặt lại, các bạn sẽ móc vô đây cho mình 1 mũi kép, 1 bính, sau đó là 2 mũi kép. Tiếp theo 1 bính, sau đó là 1 mũi kép. Và ở đây các bạn móc lên 3 bính, móc vô đây 1 mũi đơn cho mình. 3 bính, móc vô đây 1 mũi đơn, 3 mũi bính, qua đây móc 1 kép, 1 bính, 2 mũi kép, 1 bính, 1 mũi kép. Tiếp tục 3 mũi bính, qua đây móc 1 mũi đơn, 3 bính, 1 mũi đơn, 3 mũi bính. Và móc 1 mũi kép cuối cùng ở chân này cho mình. Kết thúc cái hàng thứ 13. Kết thúc cái hàng thứ 14. Đó, bây giờ các bạn tiếp tục nằm móc cái hàng thứ 15 cho mình nè. Lên cho mình 3 mũi bính. Quay mặt lại, các bạn móc vô đây cho mình 3 mũi kép. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 2 bính. Tiếp tục 3 kép. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Sau đó qua đây móc 1 mũi kép bên đây. Tiếp theo 1 mũi bính, 2 mũi kép, 1 bính, 1 mũi kép. Và bên đây móc bình thường cho mình 3 mũi kép. Hai bính, ba mũi kép. Tiếp theo, ở đây các bạn sẽ móc cho mình nè. Ở đây thì các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình một mũi kép ở đây, một bính, hai kép,
một vĩnh, và ở phần giữa hai cái mũi này kết thúc cái hàng thứ 15 á, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi kép nữa là mình sẽ kết thúc hàng thứ 15 như thế này. Sau đó từ cái hàng này các bạn sẽ móc lên cho mình thêm 4 hàng nữa, không tăng không giảm mũi nha, lên 3 bính, móc một kép, hai mũi kép nè, lên một bính, tiếp tục một mũi kép kế bên, 3 mũi bính qua đây móc một mũi đơn, 3 mũi bính qua đây móc một mũi đơn, 3 bính móc một kép cho mình, một bính, hai mũi kép, một bính, một mũi kép, sau đó là 3 mũi bính, một mũi đơn, 3 mũi bính, một mũi đơn, 3 mũi bính, và móc bên đây một mũi kép cho mình. Đó, kết thúc cái hàng thứ 16. Bây giờ quay lại thì các bạn sẽ móc tương tự như vậy, tương tự hàng này với hàng này, móc lên thêm cho mình ba hàng nữa thì cái hàng kết thúc cuối cùng của nó là cái hàng thứ 16 này nha. Có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ móc 17, 18, 19 cho mình. Hàng kết thúc hàng thứ 19 nó sẽ giống như hàng thứ 16 này. Đó. Đây, ở đây mình xin lỗi các bạn, như hồi nãy mình nói lộn là các bạn chỉ móc lên tới hàng thứ 18 thôi. Có nghĩa là dưới đây 9 hàng nè, hàng này 10, 11 nè. Hàng 11, hàng 10 nè, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 thôi nha. Thì các bạn sẽ ngưng lại cho mình, các bạn không móc lên hàng thứ 19 nữa. Và các bạn sẽ chốt sợi lại, các bạn rút lại cho mình, các bạn cắt sợi bỏ đó cho mình. Đó, như vậy là mình đã chiết xong được một bên phần cái vạt áo trước nè, cái cổ đi lên nè. Cái phần này thì phần dai, các bạn thấy nó hơi nhỏ, nhưng mà lúc mà mình thêm cái phần tay áo nữa thì chắc nó có thể là nó vừa đó. Ở đây để mình đo cho các bạn xem thử nha, coi nó bao nhiêu cm nha. Thì nó khoảng tầm 8 cm á. Đó, cái phần lên phần dài 8 cm nè, các bạn thấy không? Đó, bây giờ thì các bạn sẽ tương tự, các bạn sẽ móc thêm cái phần bên tay bên đây luôn. Đó, ở đây thì mình đã móc sẵn rồi, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn lại các bạn một lần nữa ở video sau nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ móc từ dưới ngay chỗ cổ trẻ đi lên thì 9 hàng, thì nó giống như cái phần bên cái phần mình vừa hướng dẫn các bạn móc thôi, chỉ có thay đổi ở bên phía bên đây chiếc nó khác hơn phía bên đây thôi, tại vì giống như cái mũi nó khác thôi, chứ thật sự là chiếc nó cũng giống y chang, bạn đi lên hai cái cổ nó giống y chang nhau nè. Đó, nó vẫn đi xéo nhau, cái mũi thì nó vẫn chiếc bằng nhau thôi, nhưng mình sẽ hướng dẫn lại các bạn một lần nữa ở này, ở cái phần cổ bên đây lại ở video sau nha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video hướng dẫn chiếc cổ và nách mặt trước ở tại đây.